trời, trời trong xanh biết thấy anh vẫn còn. Tech Sound Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp. Tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy 72, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 979696, 0933 469555 hoặc truy cập website techsound.vn. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh truyền thông của Tech Sound Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một tiết mục, đó là đi review đánh giá chi tiết các thiết bị âm thanh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một chuyên đề chính và một thiết bị chính luôn. Hàng ngày chúng ta sẽ quan tâm vào rất nhiều các thiết bị, ví dụ như là từ loa full range này, rồi các thiết bị đi kèm như là amplifier, vang số, micro. Và có một thiết bị mà gần như là chúng ta cũng xem review rất là nhiều, cũng như là trong các bộ dàn loa karaoke của chúng ta hay là một bộ dàn âm thanh, thì cái thiết bị này có phải nói là nó sẽ không thể thiếu được. Bởi vì thiếu nó thì nghe nó sẽ không được sướng hơn và nghe nó không được mạnh mẽ hơn. Đó chính là subwoofer. Vậy là một chiếc subwoofer thì chúng ta cũng phải chia ra làm rất nhiều dạng subwoofer khác nhau. Ví dụ như là subwoofer mà dùng để chuyên nghe nhạc khác, subwoofer mà để chuyên đánh các dòng nhạc ADM khác, mà subwoofer để chuyên mà chúng ta làm chúng ta để hát được karaoke theo kiểu dạng là mềm mại mà nó ru rưa thì nó lại khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Và thậm chí những cái subwoofer mà dùng để xem phim ấy, nó cũng khác nhau. Vậy trong những cái sự mà khác nhau như vậy rồi, thì trong một chiếc subwoofer nó lại có một cái điều khác nữa cho chúng ta, đó là sự phân biệt giữa subwoofer active và passive, hay còn một cái gọi thông thường ở Việt Nam của chúng ta đó chính là subwoofer liền công suất, hay còn gọi là sub điện. Và tiếp đến một loại dòng sub nữa là sub passive, hay chúng ta thường gọi là sub hơi. Đấy là chúng ta dễ hình dung cho cái việc này để phân biệt giữa hai loại subwoofer này. Và nếu như mà chúng ta đi tìm hiểu về giữa hai loại subwoofer này, mà chúng ta luôn luôn đặt ra một câu hỏi là vậy là subwoofer nào hay hơn, cái nào hay hơn, hay là cái nào tốt hơn, thì có lẽ là em sẽ làm riêng một clip để chia sẻ cho các bác là sự khác nhau giữa subwoofer điện hay là subwoofer hơi nó khác nhau như thế nào, và nó có hay hơn nhau không. Thì chúng ta sẽ đợi một clip để em chia sẻ cho các bác về rất nhiều các kinh nghiệm cũng như là thủ thuật và các sự khác biệt trong âm thanh cho các bác, để các bác có thể nắm vững được kiến thức âm thanh trước khi mà chúng ta đi quyết định mua sắm một dàn loa về để chúng ta phục vụ cho các nhu cầu giải trí, cái ca hát cũng như nghe nhạc của chúng ta các bác nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review và đánh giá chi tiết một thiết bị âm thanh, đó chính là subwoofer. Và đương nhiên như clip trước thì em đã có giới thiệu cho các bác đến dòng một loa HK Audio đến từ Germany, hay còn gọi là Made in Germany, Đức đó. Đó là dòng Line 5 112F. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review và đánh giá chi tiết một chiếc subwoofer mà đi thuộc dòng Line 5 của chúng ta, đó chính là dòng Line Sub 1500A. Đó. Các bác nhìn thấy một vòng đây thì các bác sẽ thấy rằng là nhìn chiếc subwoofer này nó có nhỏ gọn không ạ? Rất đẹp. Vậy là một chiếc subwoofer mà nhỏ gọn và đẹp như thế này, thì nhìn vào như thế này chúng ta sẽ thấy là cái kích thước ấy có vẻ là nhìn như một chiếc subwoofer 12 inch, tức là tương đương với bass 30. Nhưng mà không, đây là một chiếc subwoofer bass 40 các bác nhé. Bass 40 hay còn gọi là 15 inch. Vậy là một chiếc subwoofer mà chúng ta thường hay là quan tâm ấy, nhiều nhất đến chiếc subwoofer, lại chúng ta lại ít khi chúng ta để ý, mà chúng ta chỉ quan tâm là phần loa full range ở trên thôi. Thông thường các bác đi mua âm thanh thì chúng ta sẽ thông thường hỏi là cứ quan tâm nhiều loa full range ở trên. Loa full range cũng rất quan trọng, nhưng cái chiếc subwoofer này nó cũng quan trọng không hề kém. Vậy là đây là một chiếc subwoofer nằm trong series Line của HK Audio, đó chính là Line Sub, và mã sub ở đây đó chính là 1500A. Cái đuôi là A của chúng ta chắc chắn là từ active, hay còn gọi là liền công suất ở trong chiếc subwoofer này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết từng phần một. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm về ngoại hình thiết kế, tiếp đến là chúng ta sẽ quan tâm về thông số kỹ thuật, tiếp đến là chúng ta sẽ quan tâm về khả năng phối ghép và tính ứng dụng của chiếc subwoofer này vào những cái mục đích như thế nào để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn phối ghép cho mình cho một bộ dàn âm thanh các bác nhé. Thì đầu tiên,
khi mà các bác nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là một cái ngoại hình thiết kế. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về loại hình thiết kế. Nếu mà nhìn một cái ngoại hình thiết kế này, chúng ta sẽ thấy là một sự khỏe khoắn. Thật sự là nhìn này chúng ta sẽ thấy là cái súp này cảm giác nó rất là bạo lực rồi. Và nhìn nó rất là phê các bác. Cảm giác là cái mặt lưới này thiết kế theo kiểu dạng là cái hình chữ nhật dọc này nhưng lại bo tròn góc như thế này. Và ở bên ngoài đương nhiên tất cả, hầu hết tất cả các loa ở trên thị trường thì chúng ta sẽ có một cái mặt đã là mặt lưới ê căng như thế này. Dù rằng là có là nỉ hay là mút hay là vải che đi chăng nữa thì vẫn phải có mặt cái mặt ê căng bằng lưới sắt hay bằng kim loại đây, để giúp cho chúng ta định hình hay còn gọi là bảo vệ được cái chiếc loa của chúng ta. Với HK Audio ở bên dưới đây chúng ta sẽ có một cái logo nhận diện giúp chúng ta nhìn đây, chúng ta sẽ đoán ra được là đó chính là thương hiệu của HK Audio. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái gân dập như này, nhìn nó sẽ đồng bộ cho chúng ta từ việc giữa loa full range và loa subwoofer. Nhìn là chúng ta sẽ thấy là từ cái dòng loa full range của chúng ta, dòng line 5 ấy, thì chúng ta sẽ thấy là đều có một cái gân dập ở giữa như thế này. Và bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái lớp vải nỉ ở trong này để giúp cho chúng ta có khả năng chống kháng nước và kháng bụi nhẹ các bác nhé. Đó là về cái mặt phía bên trước này. Và ở bên cạnh đây thì các bác sẽ nhìn thấy cái mặt e-căng này bình thường. Với những con loa subwoofer khác thì cái mặt ê căng của chúng ta nó có thể là được ôm trực tiếp vào cái mặt thùng gỗ, hay là chúng ta được bắt vít lục âm chìm gì đó, thì nó tùy vào rất nhiều các kiểu bắt khác nhau. Còn với loa sub HK Line 1500A này thì chúng ta sẽ thấy là mặt ê căng chúng ta sẽ được bắt ở mỗi bên này, chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 3 cái vị trí bắt ấp lục giác ở đây giúp cố định được cái mặt ê căng và cũng sẽ được làm chéo như này, design như này giúp cho cái súp của chúng ta trở nên nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Và bên này đương nhiên rồi, tương tự y chang các bác nhé. Đó là về mặt là cái mặt ê căng của chúng ta. Còn về bề ngang, với bề ngang thì ở đây các bác sẽ nhìn thấy có một cái chiều sâu 1, 2, nó rơi vào độ khoảng 2.5 các bác nhé. Rất là nhỏ gọn. Với chiếc subwoofer này, nếu mà dòng subwoofer 40 mà lại liền công suất thì đây em đánh giá là một chiếc subwoofer nhỏ gọn nhất từ trước đến giờ. Chưa thấy chiếc subwoofer nào nhỏ gọn hơn chiếc subwoofer này các bác ạ. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái hộc tai sách được trang bị cả hai bên luôn. Nói chung là chiếc subwoofer của HK này được trang bị gần như là hầu hết các công năng để chúng ta có thể vận chuyển cũng như là di chuyển lắp đặt được chiếc subwoofer này. Đó là về cái tai sách ở như thế này của chúng ta. Tiếp đến nữa ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái thanh ray được CNC vào trực tiếp gỗ và như này để giúp cho trường hợp là chúng ta trồng hai cái loa subwoofer của chúng ta lên, hoặc là chúng ta có thể đặt ra vào những cái bộ giá của loa vào đây để chúng ta có thể giúp cho cái bộ giá của chúng ta nó không chạy đâu được ở bên chốc. Cái này chúng ta có thể là loa full range các bác nhé. Loa full range chúng ta đặt trên chốc này theo những cái bộ giá được hãng tính toán sẵn. Và ở bên này, ngay bên này đây, thì với HK Audio thì các bác nhìn thấy thì thông thường với tất cả các loại loa subwoofer khác mà nhỏ như này, chúng ta sẽ thấy là mặt bên kia nó phải giống y chang như này. Đầu tiên các bác có thể nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ mất đi cái thanh ray ở đây, nhưng mà được thay vì đó thì lại được trang bị vào 1, 2, 3, 4 vị trí chân ở đây. Và đương nhiên là mặt dưới này chúng ta cũng sẽ trang bị được 1, 2, 3, 4 cái mặt chân như thế này. Thì chiếc subwoofer của HK này chúng ta có thể đặt theo chiều như thế này, hoặc chúng ta úp theo chiều như thế này cũng rất là cơ động và linh động. Chúng ta thích đặt chiều nào cũng được các bác nhé. Nếu như mà chúng ta lại thích đặt theo kiểu như thế này, đây như thế này, thì ở trên này chúng ta có thể cắm một chiếc cọc loa lên đây và chúng ta sẽ cố định lại bằng cách là bằng một cái cọc sắt ở đây, và trên đó là một cái loa full range của chúng ta. Chúng ta có thể trực tiếp làm như thế này với cái hình mà chúng ta muốn đặt theo kiểu chiều như này. Còn nếu như mà chúng ta lại muốn quay ngang xuống như thế này thì lập tức là bốn cái này chính là bốn cái chân vị trí của chúng ta, và cái mặt ở bên này của chúng ta sẽ là cái mặt quay lên trên, và đây chúng ta sẽ là có những cái thanh ray để chúng ta có thể định hình được những cái giá loa vào đây các bác nhé. Rất là thông minh với một chiếc subwoofer bé như này mà rất là cơ động. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta trồng cái súp lên nhau như thế này thì ở vị trí trên của cái mặt loa này chúng ta sẽ có những cái vị trí được khoét CNC xuống để giúp cho chúng ta định hình được tất cả những cái vị trí loa subwoofer chúng ta muốn trồng bao nhiêu cái lên cũng được. Và tiếp đến nữa là về cái nước sơn dòng HK Line này thì chúng ta sẽ giống nhau từ loa full range đến loa subwoofer. Đây là một dạng nước sơn mà gọi là sơn ở bên trong là một lớp sơn nền gọi là xi nhám, và phủ lên đó là một lớp hạt sơn bóng nữa, thì giúp chúng ta cảm giác sờ vào cái loa này rất là thích. Còn đương nhiên
gỗ ở đây chúng ta chính là gỗ ván ép bạch dương đa lớp rồi các bạn. Gần như ngành công nghiệp âm thanh của chúng ta thì đều sử dụng cái vật liệu làm gỗ bạch dương đa lớp, sử dụng cho những dòng loa cao cấp. Đó là về hai bên của chúng ta. Tiếp đến nữa là về phía sau. Phía sau của chúng ta đây thì các bác có thể nhìn thấy, ở đây chúng ta được trang bị quá trời thứ luôn. Đầu tiên chúng ta lại được trang bị 1, 2, 3, 4 4 cái chân đế cao su này. 4 chân đế cao su này để làm gì? Cái này ấy, nếu mà theo cái sự tưởng tượng của em ấy, thì đúng là lại chỉ có trong cái trường hợp là lật ngửa con súp lên thôi. Tức là cái mặt này cắm đất và cái mặt của chúng ta lại ngửa lên trời. Cái này giúp cho chúng ta trong cái những trường hợp nào? Giúp cho chúng ta trong những cái trường hợp mà chúng ta xếp hay là chúng ta di chuyển cái loa này thôi, chứ còn trong trường hợp vận hành là không được các bác nhé. Không được vận hành, bởi vì ở đây chúng ta sẽ có một cái vị trí cắm dây rắc nguồn. Bởi vì đây là một chiếc subwoofer mà liền công suất chứ không phải là passive, nên là có rất nhiều dây dọ cắm vào đây nữa, rất nhiều dây tín hiệu cắm vào đây nữa, nên là cái này thì chắc là chỉ giúp cho chúng ta trong cái việc là để nguyên như thế này, không sử dụng thêm một bất cứ một cái gì cả, là chúng ta có thể đặt nó nằm ở vị trí bất kỳ đâu đó. Và đương nhiên một chiếc subwoofer mà là liền công suất thì chúng ta sẽ có nhiều điều để chúng ta nói đây này. Trước đây thì chúng ta sẽ quan tâm là những cái chiếc subwoofer mà passive hay còn gọi là sub hơi của chúng ta thì gần như chúng ta không có quá nhiều điều để nói. Chúng ta chỉ quan tâm là nó là kích thước bass bao nhiêu rồi thông số kỹ thuật hết, chúng ta cũng chẳng có gì cả. Nhưng với một chiếc subwoofer mà active như thế này thì chúng ta có rất nhiều điều để chúng ta nói. Và bây giờ chúng ta sẽ quan tâm lên nhiều thứ hơn, bao gồm là chuyên sâu về vấn đề kỹ thuật. Cái này thì sẽ nhiều điều thú vị cho chúng ta. Và các bác nhìn thêm ở đây nữa nhé. Thêm ở đây chúng ta sẽ có những cái vị trí bắt ốc như thế này. Bắt ốc như thế này. Thì sau trong cái vòng cao su này cũng chính là một cái ốc này luôn. Cái này để làm gì? Cái này giúp cho chúng ta bắt được những chiếc bánh xe vào đây các bác nhé. Nhưng mà với một chiếc subwoofer này nó rất là nhẹ. Súp mà lại active, liền công suất, có cả một mảnh công suất đây, mà có chiếc súp này nó có chỉ đâu đó 29kg thôi. Rất là nhẹ. Nên là một người chúng ta hoàn toàn có thể nhấc chiếc súp này đi một cách nhẹ nhàng. Đây là một sự trang bị ưu ái của hãng HK cho chiếc subwoofer này thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi quan tâm này. Đầu tiên, về kích thước của bát loa. Kích thước của bát loa ngay từ đầu thì đây là một chiếc subwoofer có kích thước là 15 inch, tương đương với bát là 40cm. Tiếp đến là chúng ta sẽ quan tâm về giải tần số đáp tuyến. Với con subwoofer này thì nó có một cái giải tần số đáp tuyến không phải quá sâu. Nó là từ 40Hz cho đến 120Hz. Và tần số cắt chéo của nó là gọi là X-over, khi cắt chéo là 45Hz đến là 100 hoặc 120 cho chúng ta. Vậy chiếc subwoofer này có những cái tần số như vậy thì chúng ta ứng dụng vào những cái mục đích như thế nào, và chúng ta có thể phối ghép như thế nào để cho nó đạt được hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ đi về phần sau nha các bạn nhé. Và tiếp đến nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến một chiếc subwoofer này về cái SPL. SPL hay còn gọi là áp lực âm thanh đem lại của chiếc subwoofer này như thế nào. Với chiếc subwoofer này chúng ta có một cái mức SPL vô cùng ấn tượng, peak đạt 132dB với một chiếc subwoofer như thế này. Với bass 40, với cái SPL đem lại, với sức mạnh chứa trong người như thế này, vô cùng ấn tượng. Và chiếc subwoofer này đương nhiên em đã trải nghiệm rồi và đã nghe chiếc subwoofer này, cũng phải nói nó rất dã man. Chúng ta cũng không nói từ gì hơn được cả. Rồi, tiếp đến đó là chúng ta sẽ quan tâm nó là về cái mạch active. Bình thường một chiếc subwoofer khác chúng ta sẽ chỉ có một cái jack new trick dạng NL4 và chúng ta đấu ở dạng 1 cộng 1 trừ hoặc 2 cộng 2 trừ, chúng ta cắm vào đây và chúng ta sẽ cần một chiếc amplifier để khuếch đại cho nó. Nhưng với chiếc subwoofer này chúng ta chỉ việc đầu tiên là chúng ta sẽ cấp một cái nguồn điện vào đây. Nguồn điện này bao gồm là từ 100 đến 265V các bạn nhé, thoải mái. À 240V. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, rất nhiều. Rất nhiều. Peak là có thể đạt lên 220 đến 240V, còn min của chúng ta có thể là xuống đến 100V. Đương nhiên mạch này nó là mạch có thể là sử dụng nguồn điện dài rộng của chúng ta, giúp trong cái trường hợp là chúng ta nguồn điện yếu hay như thế nào đấy chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ quan tâm đến trên một cái mạch active như thế này thì có những cái gì. Nhiều điều chúng ta hãy xem. Nếu như nhà các bác mà sử dụng những cái chiếc subwoofer mà gọi là súp điện đi chăng nữa, có lẽ thì đấy là những cái chiếc subwoofer mà có những tính năng gọi là cơ bản thôi, không phải là chuyên sâu. Còn đây là một chiếc subwoofer active vô cùng cao cấp. Đây là chiếc subwoofer mà chúng ta phải nói là hiệu năng tuyệt vời, chất lượng cũng rất tuyệt vời, chứ nó không giống với những cái chiếc subwoofer mà các bác hay sử dụng, hay còn gọi là súp điện, chúng ta gọi nôm na hay súp điện mà hay sử dụng. Bởi vì là những chiếc subwoofer đó nó lại khác hoàn toàn với những chiếc subwoofer cao cấp như thế này. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đầu tiên từ trên cùng xuống thì chúng ta sẽ có một cái núm ở đây.
cái núm này nó giúp chúng ta là chỉnh gain của chiếc subwoofer này là to hay là nhỏ tùy vào cái mức mà chúng ta muốn nghe. Tối đa ở đây chúng ta sẽ dương lên được 6 dB và trừ ở đây giảm đi chúng ta sẽ trừ được 6 dB và để không đây chúng ta 0 dB. Còn to nhỏ hay không thì chúng ta sẽ vận hành bởi những cái thiết bị mà chúng ta cung cấp năng lượng vào cho nó. Ví dụ như là từ vang số giả xuống, từ mixer giả xuống và từ các vấn đề khác, bàn mixing khác để đưa vào input ở đây. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm 3, 1, 2, 3, 3 cái núm gạt ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy 3 cái núm gạt ở đây. Thì 3 cái núm gạt này có tác dụng như thế nào? Vô cùng tuyệt vời. Nếu như mà một hệ thống của chúng ta mà sử dụng một chiếc subwoofer này, bao gồm một chiếc subwoofer và một cái loa full range ở trên, thì chúng ta sẽ gạt xuống dưới ở cái nút đầu tiên này, config này, nút đầu tiên, hình thì người hãng đã in luôn cho chúng ta ở đây. Nếu như mà chúng ta lại sử dụng là hai chiếc subwoofer chồng lên nhau và ở trên đó là một hệ thống loa full range, thì chúng ta sẽ gạt cái này lên trên. Hai chiếc subwoofer chồng với nhau, có thể chồng với nhau đánh ở dạng là front hoặc là amplifier gì đó thì cardioid gì đó thì chúng ta sẽ đều phải gạt lên như thế này, nó sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái xover bass. Cái này chúng ta sẽ là chính là giải tần số cắt các bạn nhé. Cắt này chính là cắt trên. Cắt trên ấy thì chúng ta có thể cắt ở 100Hz hoặc là 120Hz tùy. Nếu như các bác gạt lên như thế này thì chúng ta sẽ cắt ở 100Hz, còn gạt xuống này chúng ta sẽ cắt ở 120Hz. Và bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái núm. Cái núm này thì hầu như các chiếc sub active nào chúng ta cũng đều có, đó chính là đảo phase 0-180 độ. Nó giúp cho chúng ta có thể là làm cho hệ thống âm thanh của chúng ta lập tức là từ bị ngược pha thì chúng ta cũng đảo pha lộn lại như thế này, hoặc là trong trường hợp chúng ta làm sub cardioid chúng ta cũng làm được. Bên dưới đây chúng ta sẽ có hai cái đường tín hiệu. Hai cái đường tín hiệu này là đường hai đường tín hiệu output. Hai tín hiệu output này là dùng cho mục đích như thế nào? Chiếc subwoofer này ở trong này nó lại bao gồm vừa là công suất mà lại vừa là một chiếc DSP ở trong này luôn, để giúp cho chúng ta có thể là đưa cái tín hiệu này vào chiếc amplifier của chúng ta, hay là đưa ra các loa active khác, hay còn gọi là loa full range liền công suất. Chúng ta có thể cắm trực tiếp từ đây, là chiếc loa này tự động xover, chúng ta tự động cắt tần cho chúng ta luôn, để làm sao mà phù hợp nhất với loa subwoofer và với loa full range. Vậy là tín hiệu chúng ta sẽ đưa vào input ở đây, các bạn có thể nhìn thấy input. Input ở đây chúng ta sẽ có hai đường input. Đây các bác có thể nhìn thấy hai đường input ở đây. Thì hai cái đường input này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể cắm vào bất kỳ một trong hai đường này đều được. Và ở đây thì nếu như mà chúng ta đánh mono thì chúng ta có thể cắm một đường. Còn nếu như chúng ta muốn đưa tín hiệu stereo thì chúng ta có thể cắm hai đường. Và hai đường link ở bên dưới này, hai đường link này chúng ta có thể link ra chiếc sub khác hoàn toàn bình thường, link ra. Còn hai cái đường này chúng ta sẽ đưa lên loa full range và có cắt tần số đáp tuyến. Vậy là cái này chúng ta sẽ đưa từ cái cổng out của vang số hay từ bàn mixer xuống, thì chúng ta đưa thẳng vào đây. Và chiếc subwoofer này sẽ tự động chia tần số và cũng như là căn chỉnh, và cũng tự động chia tần số cho loa full range của chúng ta khi mà chúng ta cắm out ra đây. Vậy là đây là một chiếc subwoofer có nhiều thứ để chúng ta trải nghiệm và có vẻ là rất thông minh, đúng không các bác? Ở đây thì hãng cũng đã ghi cho chúng ta rất nhiều thứ để chúng ta cảnh báo chúng ta. Ở đây thì họ đã ghi rõ rồi, input vào đây. Và cái đường through ở đây, hay còn lại đường link ở đây, thì sẽ link vào một chiếc subwoofer khác. Còn ở bên trên này, cái đường link ở bên trên này thì chúng ta có thể là chia ra loa mid trên 2. Ở đây, mid hoặc 2. Đây, loa mid ở đây. Và loa 2 của chúng ta nằm vào cái đường này, hai cái đường ở trên này của chúng ta nhé. Mid 2, ghi rõ luôn các bạn nhé. Thì đây là một cái sự tính toán của chúng ta rất là hay của hãng, làm cho chúng ta trở nên nó chuyên nghiệp hơn và trở nên nó thú vị hơn. Một mạch này bao gồm vừa công suất, vừa DSP, vừa căn chỉnh cho hệ thống loa subwoofer, vừa căn chỉnh cho hệ thống loa sub mid và căn chỉnh cho cả hệ thống loa 2 nữa, loa mid và loa 2 nữa. Rất tuyệt vời, đúng không các bác? Và đương nhiên ở bên dưới này chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản, ví dụ như là mã của loa sub là Line Sub 1500A. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng rất là lớn, đó chính là Made in Germany. Đương nhiên chiếc loa subwoofer này của chúng ta sẽ nhập khẩu 100% đến từ Đức các bạn nhé. Bên dưới này chúng ta sẽ có cái vị trí giúp chúng ta cắm nguồn điện 220V của chúng ta đang sử dụng hàng ngày vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái nút công tắc bật nguồn, nhấn bật nguồn ở đây. Chúng ta sẽ nhấn vào để bật và nhả ra để tắt.
Và chiếc subwoofer này đương nhiên rồi, nó sẽ có một cái tính năng đó là auto sleep, tức là nếu trong trường hợp mà chúng ta không cung cấp năng lượng cho nó hay cung cấp nguồn điện cho nó thì nó cũng tự động ngắt tắt nguồn đi. Khi nào chúng ta chỉ cần cấp năng lượng mà nó sẽ tự động khởi động lại, đó chính là auto sleep. Chúng ta có thể là đưa một cái tâm chúng ta đưa vào đây, nếu như mà các bạn nhấn vào thì là chính là on, còn là nhấn nhà ra thì ợp tắt cái tính năng đi. Còn đương nhiên mặc định nó sẽ là on khi chúng ta sử dụng. Nếu ở trong trường hợp là gia đình của chúng ta hay chúng ta đang sử dụng ở môi trường nào đó mà chúng ta đây là chiếc súp mà nó lại có cắm điện thì cái súp woofer này nó cũng tự động on off cho chúng ta, nên là việc chúng ta vận hành cái này cũng rất là dễ đó. Nên là đây là một cái mà chúng ta sẽ thấy là một chiếc súp woofer rất là thông minh. Và đương nhiên để vận hành cho một chiếc súp woofer này nhìn thì nhiều thứ thế này thôi, nhưng tất cả những cái này chúng ta không phải kết nối máy tính, không phải can thiệp cái gì cả, mặc định nó đã hay rồi. Còn cái việc của chúng ta là gia đình các bác duy nhất ấy, đó là một sợi dây tín hiệu, gọi là sợi dây tín hiệu bằng Canon như thế này. Nếu như mà vang số ở nhà các bác thì các bác chỉ cần đưa một tín hiệu mặc định từ trên vang số xuống và cắm vào một đường duy nhất ở đây, đó là đường input ở đây. Và chúng ta cắm vào cái này có thể là từ mixer đi xuống hoặc từ vang số đi xuống. Và từ đương nhiên từ trên mixer hoặc trên vang số đi xuống thì chúng ta không can thiệp bất cứ một cái gì cả. Chúng ta cũng không cần lau cắt, không cần hai cắt cái gì cả. Chúng ta chỉ đưa phẳng vào đấy thôi và chúng ta cung cấp đây thôi. Việc còn lại chiếc subwoofer này chúng ta đã tự làm việc rồi đấy. Nên là rất là thông minh. Còn lại là chúng ta trên đó chúng ta chỉ vẫn chỉnh gain thôi, to nhỏ tùy cái mục đích chúng ta sử dụng. Chúng ta thích nghe lớn đến đâu thì tùy. Đó là về cái vấn đề là một chiếc subwoofer như thế này. Ngoại hình thiết kế, về thông số kỹ thuật, về cái tính năng. Và tiếp đến nữa là với chiếc subwoofer này chúng ta có thể thấy nó lợi hại trong những trường hợp như thế nào. Nếu như mà một gia đình của các bác đang sử dụng một hệ thống loa mà lại bao gồm một chiếc loa full range thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta cần thêm một subwoofer vào nữa. Đầu tiên là chúng ta thấy chiếc amplifier của chúng ta không còn kênh để sử dụng nữa. Bởi vì sao? Nó chỉ có hai kênh để chạy cho loa full thôi. Vậy là nếu như mà chúng ta lại muốn sử dụng một chiếc subwoofer mà lại công suất lớn và đánh phải mạnh nhưng mà kích thước phải nhỏ gọn thôi, thì chúng ta lại đi kiếm rất là khó những cái súp hơi, gọi là súp hơi của chúng ta rất là khó, mà trong chúng ta lại tốn thêm kinh phí và cho chiếc amplifier. Tiếp đến đó là gì? Chúng ta sẽ thấy là gì? Một chiếc amplifier đấy thì nó sẽ lại bị chiếm vào trong cái không gian cái tủ mà chúng ta đang lắp ráp. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ thấy rằng gì? Một chiếc subwoofer mà liền công suất như này, chúng ta rất lợi hại trong cái việc là nếu như nhà các bác mà đang sử dụng bàn mixer. Cái bàn mixer ấy thì nếu mà chúng ta lại muốn sử dụng vừa loa full range mà lại vừa loa subwoofer mà lại vừa cả loa mid nữa thì chúng ta sẽ phải tốn thêm một chiếc nữa, đó là chính là chiếc DSP. Mà đương nhiên những cái chiếc DSP đó thì không phải ai cũng sử dụng được, ít nhất là phải có những cái chuyên gia về kỹ thuật thì chúng ta mới sử dụng được, cái cắm vào máy tính, kết nối máy tính thì chúng ta mới sử dụng được. Vậy là nếu như mà nhà các bác mà đang sử dụng bàn mixer thì chỉ cần một cái đường tín hiệu out xuống cắm thẳng vào chiếc súp này là chơi luôn, không cần phải làm gì cả. Đấy là những cái lợi hại của dòng súp woofer mà lại active lên công suất như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến vấn đề là liệu chiếc súp woofer mà active lên công suất này có hay không, có bền không. Xin hứa với các bác là những dòng súp woofer này cao cấp này thì rất hay và rất bền. Ở trên thế giới tất cả các hãng thì đều có thể một dòng súp, một mã súp thì họ đều thế chia ra là active và passive, tức là liền công suất và không liền công suất cho chúng ta lựa chọn. Củ bát giữ nguyên, driver y chang, thùng y chang, nó chỉ khác mỗi cái là một cái là có mạch active và một cái là không mạch active thôi. Vậy là về chất âm chúng ta sẽ thấy là không khác gì nhau cả. Còn nếu như mà về độ hay của mạch active này sẽ còn hay hơn cái việc là passive. Chúng ta sẽ phải sử dụng một con công suất rất là đạt yếu tố về tiêu chuẩn chất lượng. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải một kỹ thuật căn chỉnh cực kỳ tốt để khai thác tối đa được chiếc subwoofer. Còn nếu như một hãng mà có preset của chúng ta rồi thì chúng ta chỉ cần đưa preset chúng ta loát ra và chúng ta chọn một công suất đủ và đạt yếu tố chất lượng là chúng ta chơi thôi. Đấy là cái việc mà chúng ta hay thường quan tâm. Nên là các bác cứ yên tâm là với những chiếc subwoofer mà dù là liền công suất hay là không liền công suất thì nó đều hay và đều chất lượng cả các bác nhé. Nhưng chúng ta đang nói về sản phẩm cao cấp các bác nhé. Còn nếu như mà mang những chiếc subwoofer của Trung Quốc mà lại súp điện của Trung Quốc để chúng ta nói, để so với những cái chiếc subwoofer khác, hơi, bát hơi khác thì rất khó so sánh các bác nhé. Cực kỳ khó so sánh, bởi vì những chiếc subwoofer mà điện mà có cái mức giá đâu đó dưới 10 triệu đồng thì rất khó để chúng ta nói đến hai từ chất lượng các bạn. Nó chỉ là chúng ta nói là tiền nào của đấy thôi. Cái mức tiền chúng ta bỏ ra chúng ta đầu tư là tầm đấy thì cái chất âm đem lại chúng ta thấy cảm giác là chúng ta thấy nó ưng, nó phù hợp là chúng ta chơi thôi. Đấy, còn nếu như mà nói về
chất lượng chúng ta hay bị đánh đồng thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ bị hiểu lầm. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy là về cái khả năng ứng dụng của chiếc subwoofer HK Audio Line Sub này, 1500A của HK Audio, thì với chiếc subwoofer này chúng ta sẽ ứng dụng hầu hết vào các mục đích, ví dụ như là về giải trí, hát karaoke, hay là vận dụng vào rất nhiều các môi trường khác nhau. Cái loa full range thì chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn. Còn chiếc subwoofer thì chúng ta sẽ phải lựa chọn chiếc subwoofer là cái tiếng subwoofer đấy nó có mềm không, nghe nó có sâu không, hoặc nghe nó có bạo lực không. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm cái đấy thôi. Thì chiếc subwoofer của HK Audio Line này, 1500A này, thì nó không sâu các bạn nhá. Nó không sâu đâu, nghe nó không mềm đâu. Nhưng nếu như mà nó đánh ở dạng chúng ta chơi nhạc ấy, chúng ta chơi nhạc những cái thể loại nhạc mà chúng ta hát đi mix này, chúng ta chơi nhạc đa này, thậm chí là chúng ta biểu diễn live band này. Live band, những cái chiếc súp này chúng ta biểu diễn live band, hoặc là những cái quán mà cà phê hay là nghe nhạc gì đó, thì chiếc subwoofer này rất tuyệt vời. Thậm chí là những cái quán lao, pub bar mà chúng ta lại cần cái sự đó là dây dợ ít thôi mà cái hiệu độ hiệu quả cao, thì những chiếc subwoofer này vô cùng hợp lý. Nếu mà gia đình mà các bác lại thích theo kiểu dạng là chơi những cái dòng subwoofer mà nó lại thiên về bạo lực, thì đây là chiếc subwoofer để giúp cho các bác có thể lựa chọn. Còn nếu như mà các bác lại chơi những cái dòng nhạc mềm mại, hoặc là nghe nó mì, thì cái subwoofer này nó lại không phải các bác nhé. Subwoofer này của HK tiếng rất gọn, rất bạo lực. Chúng ta nói là từ gọn và bạo lực để cho các bác dễ hình dung hơn về chiếc subwoofer này. Đánh remix vô cùng tuyệt vời, V-Now vô cùng tuyệt vời. Những cái dòng nhạc mà chúng ta thiên về cái sự là tách bạch về subwoofer thì chiếc subwoofer này rất tuyệt vời. Vậy là nếu như mà các bác quan tâm và trải nghiệm đến dòng subwoofer của HK Audio này để phục vụ vào đúng cái sở trường mà chúng ta đang mong muốn, thì các bác có thể nhanh tay liên hệ đến hai số hotline của anh em, đó chính là 0942979696 hoặc 0933469555, hoặc các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ showroom của bên em tại số 7 dãy B2 shop house 24 giờ Tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội, để các bác có thể trực tiếp trải nghiệm chất âm của tất cả các dòng loa HK Audio cũng như là rất nhiều thương hiệu âm thanh khác hiện tại đang có mặt tại showroom của TechSound. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan tâm đến cái mức giá bán một chiếc subwoofer này với rất nhiều điều thú vị, rất nhiều điều tuyệt vời. Đây là một chiếc subwoofer chúng ta chỉ khen thôi, chứ còn chê thì hơi khó các bạn. Thì với cái mức giá chúng ta bỏ ra để mua một chiếc subwoofer made in Germany như này, với chất lượng như này, mà lại bao gồm những cái mạch active hay còn gọi là xúc điện như này, mà chứa đựng rất nhiều công nghệ tuyệt vời ở bên trong này, thì chúng ta sẽ bỏ ra một cái mức tiền đó là hơn 50 triệu đồng để sở hữu một chiếc subwoofer này. Nếu như mà chúng ta so sánh với những dòng subwoofer khác cũng là xuất xứ châu Âu, là sub hơi Bass 40, thì đâu đó một chiếc subwoofer Bass 40 chúng ta sẽ phải bỏ ra mức tiền đó là hơn 40 triệu đồng để chúng ta mua một chiếc subwoofer hơi. Và để mà vận hành được chiếc subwoofer đó, chúng ta sẽ phải tốn thêm hai thứ nữa. Một là amplifier, hai là đơn thuần là một chiếc bằng số, thì mức chi phí cộng lại rơi vào trên 60 triệu đồng. Chắc chắn luôn các bạn. Nên nhìn một chiếc subwoofer này so sánh ra thì chúng ta sẽ thấy là nó cao hơn chiếc subwoofer, nhưng chúng ta sẽ bỏ đi được rất nhiều thứ về amplifier, thậm chí là về DSP chúng ta không cần nữa, nó có luôn rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chất âm của chiếc subwoofer này các bạn nhé. Vừa xong thì anh em đã lắp ráp được vào cái hệ thống ở đây rồi. Bình thường thì các bác thấy em hay test là có loa ở trên ở trái phải, nhưng mà khi mà test subwoofer thì chúng ta hoàn toàn có thể chép dạng là một set như thế này, bao gồm là một loa sub và một loa full range ở trên. Đây, như các bác có thể nhìn thấy thì loa trên này đương nhiên là loa passive rồi, nên là chúng ta phải dùng công suất để chúng ta chạy. Còn ở dưới đây chỉ là con subwoofer như thế này, chúng ta đưa hai tín hiệu left right vào đây hoặc là tín hiệu mono vào đây tùy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng thức chất âm nhé các bác nhé. Ở không gian này thì chúng ta chỉ cần gọi là nhích lên nữa là phê lắm rồi các bác ạ. Con súp này là 40 nhưng mà nó đánh rất là dã man. Bye.
sàn không ạ? Ngồi đây cảm giác là rung người luôn ạ. Chúng ta sẽ thưởng thức một bài nhạc mà có lẽ lâu lâu rồi mới mở, chính là Misty Mountain. Bài nhạc này thì chúng ta sẽ nghe rõ được tiếng âm subwoofer này. Trời ơi. Là mạnh các bạn, kinh khủng khiếp.